Ayo, xin chào tất cả các bạn, mình là Dũng đây và chào mừng bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì nếu mà các bạn nào có follow cái Instagram của mình thì chắc hẳn các bạn cũng biết là mình đã về Việt Nam chơi được khoảng độ chắc phải được chục ngày rồi. Và trong cái khoảng thời gian vừa qua thì mình đã đi chơi khá là nhiều. Và các bạn biết là Hà Nội mấy ngày hôm nọ thì mưa rất là bẩn, trong đường thì bụi. Thì mình đi chơi còn bị dẫm vào giày nữa, thì nói chung là giày mình đang rất là bẩn. Thì hôm nay mình sẽ đem hai đôi giày của mình đi clean để mà xem là liệu nó có thể phần nào trắng trở lại như lúc ban đầu không. Còn bây giờ mình sẽ cho bạn xem hai cái đôi giày của mình sau khi mà bị dẫm đạp ở Hà Nội khoảng chục ngày nhá. Ok, thì hiện tại mình đang đựng hai đôi giày của mình trong cái túi này. Thì đây đầu tiên là đôi Dior này. Các bạn nhìn nhá, ngay từ phần outsole rất là bẩn này, đen thui luôn nhá. Đấy, rồi là phần thân giày này, các bạn nhìn cái phần midsole đen này. Đen nhá. Đó, rồi là phần mũi giày cũng rất là bẩn này, bị bụi này. Đó, dây giày cũng bẩn nhá, dây giày là bị dẫm lên này. Đây, khá là bẩn nhá. Đây, mặt trong cũng bẩn này. Chiếc còn lại đi nhá. Chiếc còn lại cũng bị bẩn này. Phần midsole là bẩn hết này. Outsole cũng bẩn nhá. Đây, đen này. Đó, đây là tổng thể đôi giày nhá. Các bạn nhìn này, đó, dây giày cũng khá là bẩn này. Đây là chiếc giày còn lại nhá. Đây là đôi Easy 700 này. Đây đôi này cũng bị dẫm này, các bạn nhìn cái phần mũi giày nhá, rất là đen luôn này, đó. Đây, đằng gót cũng bị đạp này, rất là bẩn luôn. Đây, chỗ này cũng đen hết này. Chiếc còn lại đây nhá. Này, chiếc còn lại các bạn nhìn này, cũng bị đạp bẩn nhá. Đó, gót cũng hơi nâu nâu này. Đây, midsole rất là bẩn luôn. Đấy, thì đây là hai đôi giày của mình trước khi clean nhá, các bạn nhìn này. Đó, nó đang khá là bẩn. Thì giờ mình sẽ đem đi clean rồi để xem là liệu nó có thể phần nào trắng lại như lúc ban đầu không. Ok, let's go. Bình thường thì mình toàn đi xe máy cho nó cơ động, tuy nhiên là hôm nay thì mình đi clean giày mà để trong cái túi MS này thì thôi, đi Grab cho nó an toàn. Hôm nọ mình đi cao đao đến pháo hoa có mấy giây mà mấy ông thần đúng là xì bùa phát cái ví là thôi, cứ Grab cho nó an toàn. Ok, bây giờ mình phải đợi ở Grab nữa, chắc khoảng độ 5 phút nữa thì anh sẽ đến. Ok, thì bây giờ trước mặt mình ở đây đang là CC Sneaker ở số 9C như thế nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào để clean giày. Ok, chào anh. Em muốn clean hai đôi giày này thì anh cho em xem qua. Khi nhận giày mọi người phải kiểm tra kỹ đã. Vâng. Kiểm tra là để làm gì? Kiểm tra là xem nó có những lỗi gì không ấy. Vâng. Có lỗi nặng không ấy. Kiểu bình thường clean này thì sẽ là dùng dịch vụ gì ạ? Cái này khi mà vệ sinh thì sẽ là dùng dịch vụ CC Clean do Sneaker. Đó. Thì là 100.000. Đúng rồi, 100.000 thôi. Vì bên anh đang còn chạy chương trình clean từ đôi thứ 3 là chỉ còn 50k. Đúng rồi, đúng mỗi hai đôi này. Hai đôi em cầm hai đôi. Ok. Vậy anh lên đơn cho em nhé. Kiểu ngoài thân ra thì bên anh còn kiểu có những cái dịch vụ khác không? Có chứ. Ví dụ như là repaint này, repaint đế giày này, repaint upper giày này, dán đế, dán keo. Ví dụ như là giày của em bị đây, mấy đôi sneaker hoặc là mấy đôi Converse đôi Vans này, cái phần này nó rất là hay bị kiểu bong keo ra ấy. Đấy, thì có thể dán keo vào, hoặc là những đôi nào bong hẳn cái phần đế này ra này, tức là phần upper một cái, phần đế một cái thì có thể may viền lại, thế là may một đường chỉ xung quanh đấy. Ngoài ra thì còn là custom nữa. Custom thì khoảng bao lâu thì được ạ? Custom thì tùy vào mẫu, tùy vào độ khó của giày ấy, thì bọn anh sẽ hẹn thời gian tùy vào cái đấy. Thế kiểu design thì là anh lên design hộ hay là người ta tự đấy luôn? Design thì có thể là do mẫu em chọn, hoặc là
Nếu mà em muốn yêu cầu thì bọn anh có thể thiết kế mẫu cho em và có thể làm cho cái mẫu đấy luôn. Đấy, custom có thể là custom có cả loại custom vẽ và custom da nhé. Ví dụ đây có một đôi vừa custom đâu đó, vui rồi đúng không? Đấy thì cái này là bọn anh cắt ra xong bọn anh may chứ không phải dán nhá. Đấy thì nó sẽ độ bền nó ok hơn là vẽ là dán ấy. Đấy thì có hai loại custom chính là như thế. Đôi này 700 OG size 9.5 43 mà trái 1261 phải là 1395 CC clean đây. Ôi B23 size 41 9 ADC 2 bên cấu trúc. Tại vì các đôi giày nhiều đôi giống nhau ấy, vâng. Nên là phải bọn em phải ghi rõ size với code tránh trường hợp là lúc mà trả sẽ nhầm giày của khách. Sau khi xong chụp ảnh lại tình trạng giày nữa. Before after. Đúng không? Bình thường bên anh một ngày nhận nhiều giày không? Số lượng giày một ngày nhận vào khoảng tầm 70 đến 100 đôi. Kinh. Thì thực ra là tầm này tầm Tết rồi, với cả bọn anh cũng đang kiểu chạy khuyến mại đấy, cho nên là cuối năm nhu cầu mọi người cao mà ai cũng có muốn giày đi chơi Tết đúng không? Vâng. Em đi về mấy hôm bẩn hết cả giày. Đi mấy đôi này thì ở Việt Nam là bẩn là chuyện bình thường rồi. Nếu mà em có đi đâu vậy? Em đi chơi bình thường thôi, đi đạt thôi. Như kiểu sang nước ngoài, Nhật nhớ cái thứ rất là sạch. Em đi rồi chả bị bụi đi về mấy hôm phát bẩn đến thui. Hiệu Việt Nam rồi. Bụi nữa, đi bán bụi đi một tí đội upper bụi, lòe luôn. Cái kiểu clean này bình thường anh khoảng mấy ngày thì xong? Clean thì thường là từ 3 đến 5 ngày sẽ hoàn thành quá trình clean này. Ngoài ra thì bọn em có nhận dịch vụ ưu tiên, và mình sẽ thêm 50k để được làm nhanh hơn ấy. Thì là còn bao nhiêu ngày? Thì có thể lấy trong vòng 24 giờ. Em cho bạn ấy xin tên số điện thoại để lên hóa đơn nhá. Nguyễn Tiến Dũng ạ. Cảm ơn ạ. Vâng, là ngày vâng, em cảm ơn nhé. Lần đầu tiên được gặp. Các bạn cứ gọi mình idol chứ mình idol bao giờ đâu. Idol đang ảnh gần mấy ca. Thế người bạn tôi đi Nhật về khỏe không? Đi Mỹ mà. Tôi nhớ ông đi Nhật mà đúng không? Đấy là transit ở Nhật, bay Mỹ. Ôi kỳ quá ta. Sao đi transit ở Nhật nhưng mà vẫn lại đi combo đúng không? Idol bạn. Ê nói thế chứ mấy hoài idol không? Idol đây. Em hay biết idol toàn mẹ một 5k like. Đây là giày đang để phơi ạ. Không, giày là giày tôi vệ sinh. À. Tại vì số lượng nhiều quá. Đây là khu phòng lab này sau sẽ kiểu đây cái bàn này sẽ để quay các clip kiểu làm nghiên cứu thí nghiệm ấy. Và làm các clip trên YouTube, ví dụ như là mổ xẻ giày hoặc là quá trình custom những đôi giày như kiểu đôi Goyam rồi kia đó, đấy. Còn đây là khu vực
cho độ ở lên của chân giày. Đây là duy trì đá. Các bạn hôm nay làm ra chiều thế nào? Đang chưa bao giờ như này. Chỗ này là bàn cho độ VP. Easy. Giày VP nhá. Thì ví dụ là các chỗ khác thì sẽ thường là dùng những cái chổi ấy để chúng ta quét sơn, nhưng mà bọn anh sẽ hạ chổi đấy. Khi mà mình dùng cái máy phun sơn thì nó sẽ cái lớp sơn ở trên bề mặt giày nó sẽ mịn hơn, nó trông đều hơn, nó chất lượng khi mà nhìn nó sẽ kiểu đẹp mắt hơn, nó trông không bị giả ấy. Được rồi. Cảm ơn nhé. Ok. Cảm ơn Dũng nhé. Ok, thì mình vừa mới đem mấy đôi giày của mình qua CC Sneaker ở chỗ 9C Ngô Thị Nhậm để mà clean xong. Thì bây giờ mình sẽ bắt Grab về nhà và khi nào mà giày của mình được thì mình sẽ cho bạn xem chi tiết là liệu nó thật sự sạch không nhá. Bây giờ thì đi về đã. Ok, thì mình đã lấy được đôi giày của mình về và bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem qua. Thì đầu tiên là về phần túi này, ở đây mình thấy con túi rất là đẹp. Mình đã trải nghiệm qua cũng khá là nhiều những dịch vụ clean giày Hà Nội rồi, tuy nhiên mình phải nói đây là cái túi đẹp nhất là mình đã nhận được. Thì ở đây chúng ta có một túi màu xanh, có dòng chữ là CC Cleaner này. Một cái thằng người đang vệ sinh giày này. Ở bên đây là những cái họa tiết trông khá là cute. Mặt sau thì là dòng chữ CC Cleaner với cả một đôi Air Force One Mid và một cái bàn chải. Còn ở mặt cạnh bên này thì chúng ta lại có những họa tiết cute với cả rất là nhiều những địa chỉ, những cơ sở khác nhau của họ ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là về cái túi. Còn bây giờ đi ở phần bên trong những cái đôi giày thì chúng ta được bọc ở bên những cái túi ni lông cũng khá là ok. Túi ni lông đây, đầu tiên nói về đôi giày Dior này, lấy trước ra đấy nhá. Đầu tiên có một điều mình phải nói là mình không biết là mình đặc biệt được tặng thêm cái sutri này hay là ai cũng nhận được, tại vì đây là một cái sutri mình thấy là khá là chất lượng, khá là đắt tiền á. Mình còn dùng với cái sutri rẻ tiền hơn. Thì nếu mà mình clean cả hai đôi giày này là 50.000 một đôi. Hiện tại họ đang áp dụng chương trình là clean 3 đôi thì đôi thứ thì là sẽ được là còn 50k một đôi. Mình có hai đôi thôi, tuy nhiên vẫn được áp dụng chương trình này. Thì mình clean cả hai đôi giày này có 100.000 thôi mà được tặng hẳn hai cặp sutri như này thì quá là lời luôn. Tại vì các bạn thấy ở đây là sutri rất là xịn này. Đó, mình không biết là ai cũng được tặng hay như thế nào, tuy nhiên là mình rất là đánh giá cao cái điều này. Về độ sạch của đôi giày thì cầm trên tay mình cảm thấy khá là sạch. Phần thân giày rất là trắng, không có vết bẩn gì luôn này. Phần midsole này cũng trắng nhá. Phần mõm giày hôm nọ mình bị dẫn, mình cho bạn xem là rất nhiều bụi nhá. Bây giờ đã sạch hết rồi này, trắng hếu này. Phần bên trong này cũng vậy nhá. Đó. Thậm chí ở bên trong cái phần lưỡi gà này nọ, lúc trước mình cũng bị rất là bẩn và bị kiểu những cái lông của những cái tất ấy, bây giờ nó cũng đã sạch, khá là sạch rồi và nó trắng lên được phần nào. Đó. Phần outsole nhá, các bạn nhìn hôm nọ là đen thui luôn. Thì hôm nay nó đã đánh rất khá là sạch rồi, nó vẫn bị hơi ố tại vì mình đi khá là nhiều nữa, tuy nhiên là rất là trắng luôn, không bẩn. Đấy. Đây là một chiếc còn lại đây, đây rất là sạch nhá, dây giày hôm nọ bị dẫm bẩn này, bây giờ cũng đã sạch rồi này. Đó, nói chung là cả toàn bộ đôi giày thì đều rất là trắng, mình khá là hài lòng. Về phần mùi thơm thì nó không bị kiểu quá là nồng, không phải kiểu nồng mùi xà phòng này nọ, nó chỉ kiểu sạch thôi, kiểu một mùi thơm mới, nó không bị quá là nồng mùi thơm. Còn đây là chiếc còn lại nhé, cũng được bọc trong một túi ni lông này. Cái đôi giày 700 này nọ của mình thật sự là cực kỳ bẩn nhé. Các bạn nhìn là tất cả phần midsole bẩn này, mõm giày bẩn, gót giày cũng bẩn nhé. Thì giờ mình sẽ cho bạn xem qua này, tháo cái này ra đã. Đây, sutri rất là xịn này. Các bạn nhìn nhá, thân giày mình thấy là khá là sạch này, midsole trắng bóc luôn nhá. Và mũi giày này cũng sạch này. Đây, toàn bộ đôi giày đều sạch nhá. Và nhìn phần outsole này, quá là trắng luôn. Thậm chí phần boot của mình, đôi này mình đã đi khoảng 1 năm rồi mà vẫn cực kỳ mới. Mình phải đánh giá đôi này của mình chắc vẫn phải có 9 luôn á. Rất là sạch, dây giày cũng sạch này. Các bạn nhìn này, sạch chưa? Còn đây là chiếc còn lại này. Chiếc này cũng rất là sạch, mình thấy như vậy. Đây, midsole này, toàn bộ phần da, phần thân giày, phần vải này đã được đánh sạch này. Phần gót nọ mình bị dẫm thì cũng đã được đánh sạch hoàn toàn luôn. Đó, và phần da lộn sờ vẫn ok, không bị kiểu cứng. Cái những đôi Easy 700 như này thì là nó có rất nhiều chất liệu da lộn. Thì nếu bạn nào không biết cách vệ sinh đúng ý, thì cái phần da lộn này nó sẽ bị rất là cứng, nên là các bạn phải
tìm hiểu cách vệ sinh hoặc là phải mang ra hàng để vệ sinh cho nó chuẩn nhất có thể. Thì đấy là tất cả những điều mình muốn chia sẻ về cái trải nghiệm của mình tại CC Sneaker hay là CC Cleaner. Thì các bạn nghĩ sao về độ sạch hydrogen này thì có thể comment phía dưới. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Các bạn thấy hay thì hãy nhớ để cho mình một like và subscribe. Còn bây giờ thì peace out.